Thầy chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài cuối cùng của bài 1, bài số 9 như sau. Trên đường tròn tâm O, lấy 3 điểm ABC sao cho góc AOB bằng 100 độ. Số đo của cung AC bằng 45 độ, tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. Xét cả hai trường hợp, điểm C nằm trên cung nhỏ AB và điểm C nằm trên cung lớn AB. Như vậy thì cái bài tập này chúng ta phải vẽ cái góc AOB là góc ở tâm của đường tròn tâm O bằng 100 độ và cung AC bằng 45 độ cho hai trường hợp. Bây giờ trước hết là thầy vẽ hình ạ. Ở hình thứ nhất, thầy chọn điểm A vị trí này. Thầy vẽ cua A. Bây giờ chúng ta vẽ góc AOB bằng 100 độ. Chúng ta lấy thước đo độ, đặt tâm của thước đo độ trùng với tâm của đường tròn và tiêu A trùng với nét nằm ngang của thước đo độ, và chúng ta đánh dấu 100 độ nằm vị trí này các em này. Ta vẽ tiêu OB. B. Bây giờ ta vẽ cung AC bằng 45 độ. Trường hợp thứ nhất là điểm C nó sẽ nằm ở trên cung nhỏ AB. Thầy đặt tâm của thước đo độ trùng với tâm đường tròn và chúng ta vẽ góc 45 độ. Điểm này là điểm C. Như vậy, góc AOB là bằng 100 độ. Cung AC có số đo bằng 45 độ thì bằng số đo của góc ở tâm chắn cung AC. Bây giờ thầy vẽ sang trường hợp thứ hai là điểm C nằm trên cung lớn AB. Thầy lấy điểm A nằm vị trí này. Thầy vẽ tô A. Ta vẽ góc AOB bằng 100 độ. Vẽ cung AC bằng 45 độ và điểm C nằm trên cung lớn của AB. Chúng ta đặt thước sao cho tâm của thước đo độ trùng với tâm đường tròn và cái thước đo độ nằm phía dưới này các em này, và chúng ta đánh góc 45 độ. 45 độ nằm vị trí này. Ta vẽ tia OC. Đây là điểm C. Chúng ta ghi đơn vị góc, góc AOB bằng 100 độ và góc ở tâm chắn cung AC 45 độ thì góc này bằng 45 độ. Trường hợp 1 là điểm C nằm trên cung nhỏ AB.
Bài toán đặt ra là tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. Điểm C nằm trên cung nhỏ AB, thì khi đó chúng ta sẽ áp dụng định lý về cộng cung, ta sẽ có số đo của cung AC cộng số đo cung CB sẽ bằng số đo cung AB. Bây giờ chúng ta thay số đo vào, số đo cung AC là bằng 45 độ. Cộng số đo cung CB. Bằng số đo cung AB. Số đo cung AB là bằng 100 độ. Từ đây chúng ta suy ra số đo của cung CB sẽ bằng 100 độ trừ 45 độ bằng 55 độ. Vậy chúng ta trả lời là số đo của cung nhỏ BC sẽ bằng 55 độ. Vậy số đo cung nhỏ BC bằng năm mươi lăm độ. Bây giờ chúng ta đi tính số đo của cung lớn BC. Cung lớn BC, số đo của cung lớn BC sẽ bằng 360 độ mà trừ cho số đo của cung nhỏ BC. Ba trăm sáu mươi độ trừ số đo của cung nhỏ BC nó sẽ bằng 360 độ trừ 55 độ bằng 305 độ. Vậy chúng ta trả lời số đo của cung lớn BC sẽ bằng số đo cung lớn BC bằng 305 độ. Như vậy là trường hợp 1 chúng ta giải xong. Bây giờ chúng ta sang trường hợp thứ 2. Trường hợp 2, trường hợp điểm C nằm trên cung lớn AB. Các em nhìn vào hình vẽ, khi điểm C nằm trên cung lớn AB thì ta sẽ có điểm A nằm trên cung BC để chúng ta dùng tính chất cộng cung. Thì ta có điểm A nằm trên cung BC.
Khi đó áp dụng tính chất cộng cung thì chúng ta sẽ tính số đo của cung nhỏ BC. Từ đây ta suy ra, khi đó ta có số đo cung CA cộng số đo cung AB sẽ bằng số đo cung CB. Chúng ta thay số đo vào, số đo cung AC là 45 độ cộng với số đo cung AB là 100 độ thì bằng số đo cung BC. Vậy chúng ta kết luận là số đo cung BC sẽ bằng 145 độ. Vậy số đo cung nhỏ BC bằng 145 độ. Bây giờ chúng ta đi tính cái số đo của cung lớn BC. Số đo cung lớn BC sẽ bằng 360 độ mà trừ số đo cung nhỏ BC. Nó bằng 360 độ trừ 145 độ thì kết quả nó bằng 215 độ. Vậy chúng ta kết luận, vậy số đo cung lớn BC bằng 215 độ. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy thì bài tập số 9 là chúng ta đi thực hành cách tính số đo của một cung lớn và cung nhỏ và sử dụng định lý cộng cung để chúng ta tính toán. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.